Các bạn xem, bây giờ mình viết cho các bạn xem cái bộ lý này nha. Bạn nhìn cái bộ lý này này. Đấy, bộ đề bộ lý này nghĩa là bên trong nhá. Nó cũng là liên quan tới kiểu thôn xóm. Đấy, bên trong một cái gì đó nó chỉ về một cái vật gì đấy là nó nằm phía bên trong. Thì bây giờ cái chữ này nếu trong phát âm thì gọi là lý. Đấy, còn là Hán Việt gọi là lý. Thế thì cách viết của nó là sẽ bao gồm một bộ điền và một bộ thổ phía bên dưới đấy. Nhưng mà nó được kết hợp vào với nhau các bạn nhá. Thế sẽ được viết to ra nha, vì bộ này nằm tay ở dưới hoặc là nằm tay phải, được viết nhỏ lại thôi. Thế là mình sẽ viết thành một cái chữ Hán to này các bạn nhìn nhá. Đấy, ngang lên trên này, thu về này, ngang ở giữa này. Đấy, sau đó mới nét ngang tiếp này. Đấy, được rồi nhá, ngang ở giữa này nhá. Tiếp theo một nét ngang ở phần phía dưới như thế này. Sau đó mới được kéo một nét sổ xuống phía dưới, vì sổ này nó liên kết với nhau mà. Đấy, và cuối cùng là một nét ngang dài như thế này. Chữ lì được viết như này các bạn nhìn nhá. Thì ở đây chúng ta đã thấy là hơi thừa một chút ạ, hai cái phần đuôi của nét sổ này, này. Phần gập mà sẽ được viết gập cắt nét như thế này. À, chúng ta tiến hành đo. À, và các bạn thấy được là mình viết là nó đã khớp được khi được với nhau như này rồi các bạn nhìn nhá. Đấy, thế thì đây là chữ bộ này là bộ lý. Đấy, chỉ nghĩa là trong. Ở đây cái nét ngang này thì ở cái phần gập này thì chúng ta phải sử dụng cái loại bút gọi là bút to hơn 1mm một tí thì phần đầu gập mà này nó mới được viết to giống như là những cái nét ở trong sách được, trong thước được các bạn nhé. Nét bút 0.7 thì có thể nhấn nhưng mà nó cũng chưa đạt được cái nét thanh đậm rõ nhất so với cái thước này. Chắc là phải chọn cái loại bút mà nó phải 0.75 gì đó thì chắc là nó tạo được cái phần gập tốt hơn. Rồi tiếp theo một số những cái chữ Hán có cái bộ lý này phía bên tay phải các bạn nha. Ví dụ là lý lẽ thì chúng ta sẽ biết đó là một bộ vương, không phải bộ vương mình xin lỗi, đây là bộ ngọc nhá. À, nó được viết giống như là chữ vương này thôi, cho nên rất nhiều bạn cũng nhầm là bộ vương đấy, như thế này. Đấy, nó khó ở chỗ là các bạn phải kéo tất cả các nét ngang, sau đó mới kéo một nét sổ xuống, sổ gần như là nét cuối đấy nhá các bạn nhầm.